Lâm Đồng quy hoạch thời kỳ 2021 đến 2030. Số thứ nhất, vùng chức năng và hành lang kinh tế. Để nói về Lâm Đồng có 7 gạch đầu dòng cần nói trước. Đầu tiên, Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh vùng Tây Nguyên nằm trên cao nguyên xếp tầng cao nhất, có độ cao khoảng gần 1.500m, thuộc khu vực Nam Tây Nguyên. Thứ hai, Lâm Đồng nằm trên giao lộ của hai hành lang cao tốc dầu dây Liên Khương Đà Lạt, quốc lộ 20 và Buôn Ma Thuột Khánh Hòa. Thứ ba, Lâm Đồng là cửa ngõ thông ra biển của khu vực Trung và Nam Tây Nguyên. Thứ tư, Lâm Đồng là điểm kết nối của 3 vùng kinh tế Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thứ năm, liền kề với các tỉnh láng giềng như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước, có thể kết hợp tạo thành tam giác kinh tế về du lịch. Thứ sáu, Lâm Đồng có cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực. Tỷ trọng dịch vụ tăng từ 33,1% năm 2015 lên đến 41% vào năm 2022. Nông lâm thủy sản giảm từ 49,4% năm 2015 xuống còn 38,62% năm 2022. Cuối cùng là công nghiệp xây dựng tăng từ 17,5% năm 2015 lên đến 20,38% năm 2022. Cuối cùng là Lâm Đồng có thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tăng lên đến 1,7 lần từ năm 2015 cho đến năm 2022, tương ứng với con số là 46 triệu lên đến hơn 77 triệu một năm. Từ các điều kiện phát triển sẽ tạo thành các vùng chức năng và hành lang kinh tế chính của tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, trên màn hình các bạn, ký hiệu màu cam là đô thị và dịch vụ, màu xanh lá là lâm nghiệp, nông nghiệp, màu xanh nước biển là văn hóa, du lịch, kèm theo các trục giao thông động lực. Trong các vùng chức năng thì nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần lưu ý các khu vực như là Đà Lạt này, Bảo Lộc, Đức Trọng và Bảo Lâm là những cái trọng điểm phát triển. Từ các vùng chức năng sẽ tạo thành các hành lang kinh tế chính. Tỉnh Lâm Đồng sẽ có 5 hành lang kinh tế chính, bao gồm 2 hành lang kinh tế Đông Tây và 3 hành lang kinh tế Bắc Nam, cụ thể như sau. Đối với hành lang kinh tế Đông Tây sẽ có hành lang kinh tế dọc trục cao tốc dầu dây Liên Khương và Liên Khương Nha Trang cộng thêm trục quốc lộ 20-27C. Đây được coi là trục chủ đạo xương sống của tỉnh Lâm Đồng. Tiếp theo là hành lang đường Trường Sơn nối dài kết hợp với tỉnh lộ 721, 725 và quốc lộ 55. Đối với hành lang kinh tế Bắc Nam sẽ có hành lang quốc lộ 28, hành lang quốc lộ 27 và 28B. Cuối cùng là hành lang quốc lộ 55 và quốc lộ 55B.